Hi, xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị lồng chim. Và đây là một mẫu lồng khuyên để cho anh em nào đang mong muốn tìm cho mình một mẫu khuyên phù hợp. Thì đây em cũng giới thiệu mẫu lồng này. Nếu anh em thấy phù hợp thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em để đặt hàng nhé. Mẫu lồng này là lồng khuyên chạm bát tiên. Với mẫu này thì bên em có chạm toàn bộ cái phần tang này, phần chân và phần đáy lồng nữa. Đấy, mẫu này thì chạm full luôn nhé, tang chân đáy và tất cả cái phần vanh này thì có triện tê này. Đấy, vanh trên, vanh dưới này, phần gánh thì bên em cũng triện tê luôn nhé. Cái lồng này thì bên em sẽ tặng kèm phụ kiện bao gồm bộ móc đồng này, bộ bầu bí này, hay còn gọi là bộ nậm tre. Đấy, cầu, một chiếc cầu ở phía trong. Đấy, và cả cống và áo lồng nữa. Đây, cái phần chân này, quay cho em xem nhé. Mẫu này là mẫu chạm full này. Đấy, có cả mẫu chỉ chạm chân thôi. Còn cái mẫu này để bên em chạm full toàn bộ phần tang, chân và đáy lồng. Rồi, mẫu lồng này thì anh em đặt hàng ngày trong ngày hôm nay thì có giá là 1.250.000 đồng. Và tặng này phụ kiện cho anh em nhé, gồm móc nậm, cầu, cống và một chiếc áo lồng nữa. Đấy, tặng cho anh em. Giá thì chưa gồm phí ship. Anh em ở Hà Nội thì có thể ghé qua địa chỉ là số 418 Quang Trung Hà Đông Hà Nội để xem hàng trực tiếp nhé. Đây là mẫu lồng khuyên chạm bát tiên, chạm full luôn, rất là xinh. Đấy, anh em liên hệ số Zalo là 0388859722 hoặc đặt hàng trực tiếp tại website www.siêuthilongchim.net để đặt hàng trực tiếp tại siêu thị Lồng Chim. Nhớ follow, like, share giúp em tới video này nhé, để cho những người bạn của anh em cũng có thể tham khảo được các mẫu lồng của bên em. Biết đâu thì bạn của anh em có thể lựa chọn được mẫu lồng phù hợp tại siêu thị Lồng Chim. Và follow bên em qua Zalo để là người đầu tiên cập nhật các mẫu lồng mới nhất của siêu thị Lồng Chim. Cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.